Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nhé Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn học ngữ pháp Bài số 5 và bài số 6 Của cái giáo trình cuối giá Sơ cấp 2 nhé Thì bài số 5 này là phần tổng hợp Đầu tiên là chúng ta sẽ đi với cấu trúc là Y cái gì đó, chiều à, Ví dụ này, bên này là ví dụ bạn nhé Ni Y chỉ mận ở đây có một điều lưu ý là cái từ ví dụ từ chin này là thanh 4 bạn nhé. Để từ chin này là thanh 4. Thì từ y cộng thanh 4 thì đọc là ý. Cái này mình có hướng dẫn rồi bạn nhé. Dẫn rất nhiều lần ở những cái video trước đó rồi. Bạn hãy tìm nhé. Nếu không tìm được hãy comment ở dưới nhé. Nhi ý chỉ mấn. là bạn vừa mới vào cửa thôi. Thì wo chỗ than chè nỉ là, là tôi đã gì? Nhìn thấy bạn rồi. À, phần này là phần tổng kết bạn nhé. Thì nếu mà bạn muốn học uh, cụ thể á, thì bạn hãy tìm đến cái bài đây là bài số 1 này cái video bài số 1 mình đăng lúc 12 giờ 15 phút à, ngày hôm qua thì phải tiếp theo là từ tô là ví dụ tô 12 tiền lọ đã 12 giờ rồi tha hái mấy quay lại là anh à, là cô ấy vẫn chưa quay về số 3 sư tỏ của sư Tại trọng, đọ, từ sư tờ là chính là, tức là tôi gì, chính là gì, chính là gặp, nhờ, tình cờ gặp anh ấy ở sân bay. Chúng ta sẽ dịch cái động từ trước bạn nhé, gặp trước, sau đó đi ở nơi nào đó sau. Thứ tư là lý. Ủa tờ sư sữa có nghĩa là ký cái ký túc xá của tôi. Uh, phòng học Đấy. rất là gần số 5 là câu chữ bị tha tờ kha nhú sởi tiếng sởi tiếng là trình độ uh, tức là trình độ tiếng hán của anh ấy bí của cao bí của cao tức là cao hơn tôi cái cách học thì mình hướng dẫn kỹ rồi bạn nhé dịch tính từ trước cao bị dịch là hơn và thêm cái tân ngữ ở đằng sau số 6 Y ừ, chén trước đây, trước kia. Wà trù chài xuế À, tôi ở tại trường học. Bú trù chài cung À, tức là không ở tại nhà trọ. Cung yu có nghĩa là bạn tự ra ngoài thuê. Còn uh, xuế đây kiểu uh, sau chào su này bạn. Kiểu ký túc xá đấy. Tiếp theo, số 7. Tha 23, 4 À, tha là cô ấy, 20 là 20 ở đây san là ba sư là 4 vậy tại sao cô ấy hai mươi ba thì đây muốn nói là kiểu cô ấy hai mươi tuổi cưa rửa phủ co là cái dáng người không được cao thì cái chỗ này nói theo kiểu giống việt nam mình nhé tôi đi khoảng độ hai ba tiếng rồi tôi về kiểu như vậy bạn nhé. những cái số liền nhau như vậy số 8 trơ. từ này đọc là chơi không đọc là cháo bạn nhé. nó sẽ có cái cách đọc là từ cháo nữa các bạn đã học rồi đấy tha Chuan trả hoáng trần san. Tức là cô ấy chuan trở là đang mặc. Động từ cộng từ trơ này có nghĩa là đang làm gì đó. Cô ấy đang mặc một chiếc uh, áo sơ mi. Trần san là áo sơ mi. Hoáng là màu vàng. Y theo tờ. nếu trải khủ y theo nếu à, trải khủ có nghĩa là một chiếc quần bò. Còn... Uh, lán có nghĩa là cái màu xanh nha bạn, xanh ra trời nhé số 9 câu uh, tồn tại à, ví dụ này water tờ su bao su bao có nghĩa là bên trong cái cặp sách của tôi dấu dầu ở đây biến điệu là dấu nhá vì cái chữ chỉ này dấu là có chỉ chữ bị là một vài cái bút dưới số 10 bạn nhé từ chỉ này mình hướng dẫn rồi hứa và chỉ có bản giờ một vài quyền vở số 10 uh, a giống b này tha hứa của ý giảng, tức là anh ấy giống với tôi tôi đều là học sinh hay là tha hứa của ý giảng, cao ý cũng tính từ ở đây bạn nhé tức là anh ta cao như tôi cao bằng tôi cao giống tôi số 11 dầu tờ thai tức là có người thì lái xe lái ô tô nhé dầu tờ chưa có người thì để, uh, ngồi xe, ngồi xe đây là ngồi uh, ví dụ ngồi xe buýt chẳng hạn, bạn số 12 hai nào um, a không cái gì đó như b thì là mẻ của tờ trừ xíng dịch ngược lại nhé thì là cái xe đạp của nước mỹ mấy uh, trung của tờ chưa mở tua ấy tức là gì không có nhiều uh, không có nhiều gì không có nhiều như là trung quốc cái cấu trúc này mình dạy rất kỹ rồi bạn nhé Số 13 nào Cái gì đó giống như như cái gì đó này Chưa hẳn tua Ô tô rất nhiều Xiao Hứa liếu Ý nhỏ. Hứa liếu là cái dòng sông đấy bạn Giống như là dòng sông vậy Nước cứ un 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 Tiếp theo xin mời các bạn học ngữ pháp bài số 6 Đầu tiên Ví dụ này Chỗ đi thôi qua chuyện khác hả? Qua chuyện có nghĩa mình đi qua một cái điểm nào đó để mà xem. Ở đây chúng ta sẽ học về cái từ chỉ xu hướng nhé, bổ ngữ xu hướng. Thì đây là từ lái này bạn. Từ lái này là khi bạn nói thì là sẽ về phía mình người nói. Còn từ chuyện ở đây thì sẽ là gì? Sẽ là ngược phía người nói. Đây này tức là khi mà bạn nghe câu của người ta sử dụng từ lái và từ chuyển bạn sẽ biết hoặc là bạn sẽ đoán được cái vị trí của đối phương. Đây ví dụ số 1 này. Uh, cấu trúc của nó là động từ cộng với từ lái hoặc là từ truy nhé ví dụ chá mẩn chá mẩn là chúng ta qua chuyển từ qua chuyển là đi xem từ truy này là sang người nói nhé tức là mình đứng ở đây à, mình đứng ở đây qua chuyển tức là mình đi về hướng này đi xa ra không không về hướng của mình nữa mình đi ngược hướng của mình thì đi về hướng khác là qua chuyển đấy Kháng khả xem xem nếu mà cua lại cua lại tức là gì là về phía mình đang nói này đi cua lại tức là cậu đi về phía tôi đi đấy của cô chủ tức là tôi đi ra tôi đi không về hướng của tôi nữa tôi đi ngược hướng của tôi hay à, ví dụ số 2 này là thời gian không sớm nữa thời gian không sớm nữa của cái quấy chuyển là của là tôi nên gì quấy chuyển cũng nghĩa là đi về thôi Đấy, chuyển nghĩa là tôi đang đứng đây, tôi chuyển về nhà tôi mà thì tôi tôi uh, ngược lại hướng của tôi, tôi đi về hướng khác. Đấy. người ta gọi là khuấy chuyển không phải là quay lại. Số 3 nhé của chai tấng nỉ tấng nhỉ, biến điệu nhá đọc là à, nghĩa là đợi bạn tức là tôi đợi bạn ở trong phòng chai vắng trên Nì khỏe khỏe lại bảo đấy ví dụ như là cái phòng này đấy, tôi là a à, đây tôi đang đợi trong này rồi thế vì bây giờ bạn mau về đi Nì nì là một cái người bên nào đó đây này Nì khoẻ khoẻ lại Khuế lại là gì là về phía tôi đi đây đúng không bạn đi về nhà để về tôi đang ở nhà đợi mà thì về hướng tôi, về phía của tôi á. À thì quay, quay lại vào. Đấy, chứ nếu bạn bảo khuấy truy nhé thì nó lại theo hướng này. Đấy, cẩn thận bạn nhé. Thì uh, thứ hai là uh, cấu trúc ờ uh, chủ động từ này V nhá cộng với cả tân ngữ, cộng với lái hoặc là chuyển thêm tân ngữ. Uh, khi mà động từ mang theo một tân ngữ á, thì cái tân ngữ đó thường được đặt giữa động từ và từ lái đây, nó đặt đặt giữa động từ và từ lái hoặc là từ chuyển. Ví dụ số 4 này. Tha này Anh ấy Zai hứa nà biên Zai hớ nà biên Tức là ở cái chỗ bên hồ á Tấn của mình Tấn của mình tức là đợi chúng ta Chán mình Qua cháu uh, Qua cháu truy bà Qua cháu có nghĩa là đi qua cầu Truy bà Thì có phải chúng ta đang cái cầu đây uh, chúng ta đang đứng ở đây mà anh ta đang ở B này đúng chưa bạn Thế là chúng ta sang cầu để gặp anh ta để rõ ràng cái hướng là như thế này. Thế có phải là ngược hướng mình đang đứng đúng không? Thì phải nói là từ của chủy đúng không? Đấy, của cháu chủy bảo. Chúng ta đi sang bên cầu đi. Số 5 nào. Nì lái quản là cậu đến muộn rồi. Tha mẩn ý chiếng với suy xào là. Bọn họ đã gì? Đã về trường học rồi. Cũng ngược lại hướng nhá Số 6. Tha trọng rõ cưa. Trọng cưa có nghĩa là hát. Trang cưa Nghĩa là đang hát nhá. Sang lấu Lại lọ Sang lấu lại lọ Đấy Tức là gì đi lên trên lầu rồi à, Tức là ví dụ nhé Người nói đang ở A Đấy cái, Đây là cái lầu này Đấy chưa Còn cái người B này chính là Tha này Thì Tha có phải đi lên trên lầu này Có phải đi lên chỗ người nói không Người nói câu này phải là Sang lại Sang lấu lại Thì là đến chỗ của mình mà Đến chỗ người nói mà Đấy B là người Tha nhé Rất dễ hiểu thôi bạn ạ tiếp theo là câu tồn hiện là câu tồn tại à, chúng ta sẽ có cấu trúc ví dụ à, cái ví dụ này ờ, quảng cáo lán xảo. quảng cáo quảng cáo lán có nghĩa là trên cái đặt cái chỗ mà người ta để quảng cáo đấy bạn theater là dán này ý cờ thông trư ý cờ thông trư có nghĩa là một cái bảng thông báo gì đó một tờ giấy thông báo gì đó từ thì, thì theater này có nghĩa là đang dán thì cấu trúc này được sử dụng để nói về thứ gì hoặc là ai đó ở nơi nào Nhấn mạnh cái trạng thái khi mà hành động kết thúc. Yeah, ví dụ số 1 nhé. Khi bà sỏ. Khi bà sỏ nghĩa là trên cái bảng ở trên lớp các bạn. Sỉa trò. Sỉa trò là đang viết. Đang có một số gì. Chỉ cơ chữ. Chỉ cơ chữ có nghĩa là đang có một vài cái từ ở trên bảng. Đấy. Hay là số số 2 này. Châu <laughs> sử Phòng học. Mấn khổ. Là cửa phòng nhé. Cửa phòng học này. Thiết <laughs> rõ. Đang dán. à, uh, tôi mới chỉ ở trên cẩn thận bạn nhé từ này với từ này cẩn thận này từ này từ thia còn từ từ, từ, từ chăn nhá có nghĩa là đứng chăn rõ tức là đang đứng lẻng cơ đang đứng hai người nhưng muốn nói là hai người đang đứng ở trước cửa phòng học đấy mình sẽ hiểu như vậy tiếp theo là cấu trúc quay là quay đây là thanh bốn bạn nhá quay là để cái gì đó nó thường được đặt, đặt ở đầu câu á nó chỉ mục đích ví dụ số 1 này vì là学习汉语 tức là vì để mà học tiếng hán đó, 我到中国来了 tôi đến Trung Quốc rồi câu số hai, vì là提高口语水平 tức là vì để gì nâng cao cái năng lực khẩu ngữ năng lực nói đấy, Trung 他常和中国朋友聊，tức là anh ta thường gì thường nói chuyện với cả những người bạn Trung Quốc số 3. Tha quê là nâng khảo sang nghiên Tức là anh ta gì? Anh ta để mà gì? Để mà có thể thi được, thi đỗ được cái nghiên cứu sinh. Mày thiê nổ lì suy xí. Tức là mỗi ngày đều gì? Nỗ lực học tập. Thưa các bạn, vừa rồi là ngữ pháp ở bài số 5 và bài số 6 của giáo trình Pua Giá Sư Cấp 2 nhé. Thì mình hy vọng mình đã giúp các bạn học được một chút ít tiếng Hán. Thì chúc các bạn kiên trì học mỗi ngày nhé. À, có công máy sắt thì có ngày nên kim à, cố gắng nhé nếu bạn có cái thấy cái video của mình hữu ích á hãy đăng ký kênh bật thông báo để chúng ta cùng học tiếng hán nhé hướng dẫn các bạn thì mình cũng có lợi đó là mình ôn lại được bài cảm ơn các bạn đã theo dõi chào tạm biệt hẹn gặp lại chia